6 7 8 9 1 2. Xin chào tất cả các bác nhá. Thì ngày hôm nay bên em xin giới thiệu với tất cả anh em một bộ combo trị giá chỉ có 6,6 triệu thôi, gồm hai thiết bị anh em nhé. Thì với cái combo này thì anh em có thể là phối ghép được rất là nhiều các loại loa, từ những đôi bát 25, những đôi bát 30 chơi trong gia đình anh em nhé. Và chất âm của nó thì tiếng eco dì vật của nó cực kỳ là ngọt. Đấy, và nó dễ chỉnh anh em nhé, rất là dễ chỉnh. Thì với cái combo này, với cái combo này thì nó kèm theo một chiếc điều khiển anh em nhé, kèm theo một chiếc điều khiển, và anh em có thể là sử dụng cho chỉnh mic này, chỉnh music này, chỉnh effect luôn. Đấy, chọn cái cổng đầu vào rất là tiện anh em nhé. Thì với cái combo này thì như em nói rồi, thì máy quay có thể đưa gần vào để cho anh em có thể xem cái cách tinh chỉnh con vang này chi tiết. Với cái con vang này thì em đang sử dụng cái mic có dây rẻ tiền thôi, mic này chỉ 500.000 thôi anh em nhé, nhưng mà cái chất âm rất là hay đấy, mic và độ bền rất rất tốt, vì nó sử dụng cái nó chống gãy chống đứt anh em nhé. Đấy, rất là tiện đấy, và nó có mic đằng trước, mic đằng sau, anh em có thể tùy chọn cắm đấy. Thì đây là các thông số em xin chia sẻ với tất cả anh em, và anh em có thể chỉnh theo cái thông số này. Dì vật thì anh em để cho em 12 giờ nhé. Dì vật thì để cho em 12 giờ, delay để tầm 11 giờ anh em nhé, và repeat thì để tầm 1 giờ. Đó. Bass thì để tầm 1 giờ nhé, mid thì để 11 giờ, và check thì anh em để cho em tầm 11 giờ anh em nhé. Và khi hát karaoke thì anh em lưu ý là riêng con vang Q9 này anh em để cho em với mức là 52 anh em nhé, để cái tiếng echo nó mềm mượt nhất. Đấy, thì anh em phải nghe thôi ạ. Thì ngoài ra thì để em nói thì em sẽ giảm cái echo xuống để nghe nó rõ tiếng. Ngoài ra thì anh em có thể chỉnh đầu vào VOD, BMG hoặc là Bluetooth hoặc optical cổng quang anh em nhé. Đấy, bass thì ở đây em để 1 giờ này, min thì để 11 giờ này, chép để 12 giờ, ba lăng này để ở giữa anh em nhé. Đấy, thì con này rất là dễ, có công tắc nguồn đằng trước và chip xử lý 48 bit. Đấy, thì cái điều lợi nữa là nó có một cái điều khiển, thì anh em có thể là tinh chỉnh âm lượng trên cái điều khiển này anh em nhé, rất là dễ thôi. Đấy, thì anh em có thể thấy đây, em sẽ tăng effect nhé. 1 2 5 6 7 8 9 giảm đây, rất là tiện đúng không? 1 2 5 6 7 8 9 1 2 đều tiếng mic thô này, tăng effect đây này, rất là tiện đúng không? 5 6 5 6 7 8 9 thì ok, mời anh em cùng đeo tai nghe để nghe cái chất âm của bộ cấu hình này. Với con H500 ở đây thì con H500 với giá của nó chỉ có là 4 triệu thôi anh em nhé, công suất là 500W trên một cây, và đánh tốt được một cặp bát 30. Và với cặp bát 30 này thì em sử dụng đôi V12, giá của nó là 8 triệu anh em nhé. Đấy, và mời anh em cùng đeo tai nghe để cảm nhận cái chất âm của bộ cấu hình 6,6 triệu này, gồm một vang và một cung đặt 6,9 triệu. Đến rất là hay anh em nhé. 6,7,8,9 1,2,5,6. Tiếng thấy cô cực kỳ là mềm mà em nhé. Tôi ở đồn xa, nhịp như cầu xuyên bóng nói chi âm muốn tìm. Câu thơ hoa điệu lòng cảm mến, oanh nghiêm thay liền hồng lan đào xiêm, hằng ngày nghe nói tên muôn quen để rồi đến em hậu sáng, tôi cùng kiếm miền trung thông công. Anh lính chiến em xin nhắn lời.
dấu lập đường bao chiến thông. Mấy cầu thành thật ước mong, vì sinh ra phận gái hỏi ai không lấy chồng. Sau khi tháng 9 thì anh em có thể thấy cái chất âm của bộ cấu hình này nó rất là ok đúng không ạ? Thì với một cái combo này nó chỉ với giá là 6.6 triệu thôi anh em nhé. Thì anh em có thể là tham khảo với cái cấu hình này. Mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em liên hệ với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình. Em xin báo lại anh em, một con vang Q9 là 2.6 triệu và con cụ đẩy H500 là 4 triệu, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp. Đó, giá rất tốt cho anh em và chất âm cực kỳ tuyệt vời. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video anh em nhé. Hẹn anh em ở clip lần sau. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi, chào, cảm ơn tất cả các bác.